Trước em đi cái spa kia kìa, xong cái xài kem của nó xài được 2 tuần cái banh luôn. Một li ti li ti giá đầy luôn á. Đâu có 20 23 là về rồi mà. Ừ. Dịch mẹ ơi. Dịch chứ chị. Ủa dịch đó hả? Đúng rồi, tại dịch. Ủa thì sao là tại dịch? Chị hoài bữa shop gì hoài. Nó vào cả cái mặt không? Nó mất mùi. Vậy là cảm mà cảm. Cảm trước đó rồi. Đó, cảm bị bà. Xong nó mất mùi, xong rồi nó bị đỏ con mắt. Nhưng mà test thì nó vẫn âm. Thì đó, nó cảm mà. Không, nói chung là chắc nó cũng bị, nhưng mà cái lượng virus nó thấp ấy. Test nó không ra ấy. Chị test nhanh hay là chị test sao? Test nhanh. Không, test nhanh nếu như chị cảm gì không bị nó cũng ra. Nhưng mà lúc đấy là chị hết cảm rồi. Lúc đấy chị có mất mùi thôi chứ mùi gì vẫn thở bình thường mà. Chắc nó vô tình bước qua đời nhau. Đau là giờ bạn lắm rồi chị. Đau là giờ đóng cửa rồi. Giờ này Vũ đang ở nhà mà đi làm đây được. Đang nhà gầu nghỉ. Đĩa hả? Buồn lắm hả? Nhiều giác của em cũng thôi, chị biết nhiều giác của em cũng rồi đấy. Biết rồi. Thank you.
xa chứ gặp gì hoài tự nhiên cái nó lên lắm. Anh nhạt ghê rồi. Rồi, mưa rồi. Cách truyền cho mình uống. Truyền luôn. Người ta uống, ta bình thường em chơi cấp độ khác, em chơi cấp độ truyền bữa. Alo, à, ủa kiếm năm năm điện thoại kiếm mẹ Vũ hả? Dạ khám rồi lấy thuốc rồi Nam ơi. Dạ lấy thuốc rồi giờ con đang ở spa. Có con có gửi giấy cho hai á, con có gửi giấy cho hai nói chung là cũng không có nào. À, gì ta để đọc bà coi để gửi giấy ra là về chưa gửi giấy có gửi giấy cho hai dung cũng nhẹ không có sao đâu không có sao giờ uống thuốc rồi à. uống trong hai tuần à. Alo à, giờ uống thuốc trong hai tuần à. Hai tuần là ăn uống nghỉ dưỡng lại cho ấy là nói chung là mạch máu nó căng quá. Đó, đúng rồi nè. Nó căng thẳng quá, không có bơm ra được đó. Căng cái mặt máu căng luôn. Đó rồi đó, xuống dưới giờ ta cho hút hai tuần. Đó, lấy hút rồi, đi về ở bên spa. Rồi. Ủa đang trên mẹ đâu hả? Hay đang đâu? Ông ta muốn lộn căng ông ta muốn quá căng. Dạ, gì chứ nào? Đó. À, má hơn không có một gì nữa đâu. Đây là thôi, thôi con thấy vô rồi, con vô spa đó. Rồi. Rồi. Dạ rồi. Rồi. Mưa rồi. Lớn rồi. Tan giờ tới là thấy đang vui rồi. Em trời mưa vậy là phải ngủ phải không tập? Không tập. Ủa hả? Vậy nó là đủ kìa chị nha. Ừ không mà đây không? Thì mọi người nhậu đi em ngồi câu ấy. Trời này nhậu đúng bài luôn đấy hả? Kiểu anh đang hại đồng đội đúng không? Sao đưa ông về tới nhà được mà. Trời đang mưa. Rồi đâu có không ra tìm cái mắt mừng ra hết trơn. Không ai thấy mình hết. Ôi ghê vô.
mấy đứa ăn cắp tiếp của chị không có đăng Facebook nữa đâu, mình khỏi ăn cắp nha. Lên lên có nó vẫn còn ăn cắp tiếp của chị, ghét chị không đăng này, chị live stream vậy mà mẹ cắp rồi mẹ cắp lên có gì để đăng nữa chân quê. Là thằng gặp đá là thằng nói nữa. Đá ăn cắp clip nha, cờ da bố anh gấp, ăn cắp một cái đít nè. Đây là thuốc chạy collagen nha mọi người. Cái gì đó chị đừng làm vậy nữa, nó mái nhất rồi thì to đấy nha. Thấy cái này chị làm cái khác ở. Lúc này có ca nào mụn nặng không chị? Không, bởi chị có mụn nặng mà chị cũng ít đăng lên trên Facebook lắm em ơi. Tại chị ăn cắp rất nhiều quá rồi chị không có ấy nữa. Cái chị nhả cái cục đá đó đi chị. Hả? Nó không nghe gì luôn á. Thật luôn á. Ê gọi Messenger, có mấy cái filter đẹp ơi là đẹp luôn. Em hãy quen đi, em hãy tập quen đi. Sáng kìa, sáng mới ghê à. Sáng nó chuyện như người nước ngoài luôn. Mọi người lên trên YouTube chị nha. YouTube của chị nha. Cho mọi người cảm nhận về, để mình phỏng vấn khách hàng về cảm nhận về kỹ thuật lấy danh mục bánh trên đây nha mọi người. Em vũ ra làm cái tết hoài. Không có nào đâu mọi người ơi. Không có nào đâu. Ủa ha luôn. Không có nào đâu. Ơi bớt dữ nha. Để một bên ha có đau không vũ? Không. Rồi sản phẩm bên ha ha ok không vũ? Ok. Bạn vũ ha một tuần ghép bên ha ha một lần đây mọi người. Lấy một cái ghi không vũ? Ghi hả? Lấy đi đó, lấy gì vậy? Mọi người lấy nha mọi người, lấy là gì vậy đó. Đó là đủ cái trình độ mình thế nào sao mọi người. Hả? Mộng nhấn sơ sơ vậy thôi. Thì có ra mộng nhấn về. Thì mình đang quay clip nè mọi người. Mình quay clip để mà đăng lên trên YouTube đó mọi người. Đi qua bên này đi. Đi qua bên này đi. Đăng ký bên trang đó nha. Thấy mọi người nhắn. Ê tính ra hôm nay còn mệt hơn hôm qua luôn á. Còn ra một nhiều gần phá chị, gần phá Noel là tất nhiên là bia rượu nhiều. Hai lỗ có gần Tết bia rượu tất nhiên nhiều lên Nam lên bụng. Gần Tết đi chị, gần Tết ra mọi người. Chạy hết rồi. Nghe giống hơn rồi nha, ok, nghe máy thanh một clip cũng có đau đâu mà cô thiếu. Em cũng có đau nha. Hả?
nhà chị có hai con. Con nó to quá. To quá thì còn có một con. Khoan xí, dày mà hiện lên sinh quá trời là khen ai xinh vậy? Bị đứng rồi trời. À vậy là ai xinh vậy? Hết. Đó là ai xinh vậy? Khen đại chứ mà chú. Mặt lắm đúng không? Chị coi, chị cho cái trẻ không giống đấu. Chị coi chị biết. Mụn em nó chai cứng ở dưới luôn á. Mấy tháng rồi em đâu có tiền à? Đè mà muốn sai quay hàm luôn. Ớm rồi, ừ, có ớm chút tỉnh nha. Ớm chút tỉnh nó tương dương đây. Anh đi đẹp trai. Mày em đang phanh cứng luôn rồi. Chưa. Có người yêu không nè? Giữ cái đèn cái gì? Không, tại cái tay phải giữ vậy đừng cho nó rung phải không? Phát hả? Trời ơi, phát ơi, cùi mà cùi dữ vậy phát. Điều ơi, đi qua nhậu nè, có độ nhậu anh nè Triều. Phát chứ ai, phát bớt nha phát. Có hai tay nhậu bên này nè Triều. Qua nhậu không? Đồ cũ. Kỳ cũ quá đúng. Đô Bình Dương nên đi so đỏ với Gò Dắp thì mọi người. Bình Dương kêu lên Gò Dắp chiến là nhau cái từng ngồi đúng lắm rồi. Nay chị em khác mặt còn nhà ta rồi chị đi xin thôi rồi. Cái tại tóc á chị phải. Không thì nói chị em ừ. Nó mới gặp chuyện qua mà nó nói vậy em. Nó đang tự ra chuyện hay sao? Chắc là khác như nào, có phải khác như thế sao? Ủa ai mà người mới gặp chị hôm qua? Cho người con đi chạy đi khắp như vậy nha. Có lần đây khi mình chạy đi khắp như vậy. Chạy cho nha. Cái mà. Không cần xài máy cái gì.
đấy. Tầm gì? Sợ gì nè, không mà gì. Hả? Đang bệnh nó thả tim. Trời mưa nó được giả mau luôn đó chà. Để chút thuốc nha. Con được một cái nữa nha. Bạn em trai hết rồi. Có gì này đấy. Bạn này cặp công đi đại ghê. Quay gì mà sắp nghe.